Wow, mẹ đi nha. Dạ. Cái gì vậy? Cái đó là gì vậy mọi? Cái À, lấy sức mạnh phải không? Vậy mà tưởng gì chạy tốn tên tên tên. Lấy tiền và lấy sức mạnh. Ơi, đó. Đá cái tên kia luôn. Làm gì đây cha? Thôi, đấu với bà này hả? Đấu với cái bà tóc trắng này hả? Chiến thắng luôn rồi. Yeah, tới muội đó. Muội đi. Thôi, thành thành người đỏ rồi. Ý. Né thằng đó ra hả? Cũng được mà. Ôi, đục cho nó té luôn, đục cho nó một phát, dám cản đường ta. Cản đường mình đó mùi. Cái Nó quay vậy, quay 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 luôn vậy, quay 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 vậy. Ý, này không có thi đấu, không có thi đấu với bà tóc trắng nữa mà tự đi về. đập tường À, đập sập mấy bức tường rồi bóng hả luôn rồi cả. một chán nữa nha, thi đấu nha, muội đi trước nha. Dạ. Ý trời ơi, văng luôn nè, cái nồi cản đường ông hả, cản đường ông nè. Ồ, dám cản đường ta, cản đường. Rồi ơi, giờ À, thi giờ đấu nè, đợi nữa rồi. Sao đấu có với mấy ai? tên trò Wow, không cố thi đấu luôn. với cái tên Hề nè, thi đấu với tên mà Sao cái này giống cái tên tòm á hả, không ai giống tội phạm hả? Ê, giống tên gì tới mẹ mà muội. Bùm. quên Ê che, ngủ đi, ngủ ngủ đi đi. gì vậy? Quay cái điện thoại qua một bên luôn. Ngủ đi, ngủ đi. Ê, mặt xanh nè. Mèo xin Ra quay vòng vòng leo, không biết tại sao quay, tại chắc sao chóng mặt quay. á, Chóng mặt quá quay cũng bằng ý. con luôn. Giống như muội thôi. Nghĩ đi. Nghe để tâm hai ý Ý, gì vậy? Rồi, hốc vô nó nhờ. tôm. Cú tôm, cái gì mùa đẹp vậy mùi? Bong bóng, rồi. À, sinh nhật nè, tổ chức sinh nhật cho Thơm. Có bánh kem. Bánh kem cầu vồng anh mùi, từ từ để mẹ trét cái này lên nữa. Một đường, hai đường, đó, xong. Úi, đẹp quá. Em tí ngồi sau lên, kẹo lên, đẹp quá mọi. Sao Ý, nó đổi màu nữa nè, cái kẹo nó đổi màu. Mọi thích kẹo chứ không thích ngôi sao hả mọi? Cái cửa này là ngôi sao đi. Đó. Được không? Đó là cái gì? gắt muối À, gắt gắt cái ra là đẹp quá vậy muội. có À, bỏ rửa cho gì nữa kìa, khoan từ từ để cho chơi ghi lên trên đó, đẹp chưa? không chưa Xong rồi, hết chỗ đẹp đi. quá. Cái bánh kem thiệt là đẹp luôn đó. Đem ra cho Thơm mới được, hát mừng sinh nhật Thơm thôi các bạn ơi. Này, cắt cái gì, cắt hình tăng tí hả? Không cắt được không? Được. Xong đi, cắt một hình bướm thăm thôi. Rồi, chọn hộp quà. Đầu tôm luôn, hình tôm luôn. Đầu trơm luôn hả? Dạ. Ờ, bỏ cái ông bóng sao vô đó luôn hả muội? Hay quá vậy. Rồi, bé ra cho trơm đi. Chúc Tôm mừng sinh nhật dơ nha. vậy. Hai. Wow, bong bóng đâu bay ra. Wow, bong bóng ngôi sao nãy giờ. Ủa, cái bánh sinh nhật nãy giờ trang trí đó. Hát đi, sống ai hát bóp bê bóp đi, vu vu hết trơn vậy. Hết rồi hả? Vậy là quá qua sinh nhật trơm rồi đó. Có hết bộ đồ này nhưng Thơm mà thêm vãi một còn tuổi. 300 cái nữa. 300 cái gì? Tôm đã lớn thêm một tuổi.
chơi kỳ vậy mọi? Không, mọi ơi chơi kỳ quá nha mọi. Chơi vậy là không có được chút nào hết nha mọi. Thêm nè. Đẹp ha. Được rồi. Mất cái màu cầu vồng luôn. Tím nè. Rồi được rồi. Được rồi. Đủ rồi. Ta bông quá trời rồi. Ngồi thẳng lưng lên coi. Quá nó đổi vô miệng nó mỏi. Sao không có dư miệng nữa kìa. Hay vậy. Cho nó ăn một cái tay nấm mấy đi. Ừ, uống nước đó thiệt là xấu cho con chuột luôn. Ê. Rồi. Rồi rồi xong. Tìm thui. Để xem nè. Đầu tiên là kem. Thứ hai là kẹo bông. Đẹp đấy nha. Lau dọn nhà cửa đi. Bởi vì con chuột nó phá hoại ghê luôn. Lau dọn nhà cửa. Tôm ăn xong chưa? Chưa. Nho với gì vậy? Ngon vậy? Nho với nấm. Chị đi xui vậy? Đi xui xui lùi rồi. Nho. Nấm mối đâu? Đây. Nấm mối hả? Mùi có nấm mối nè. Đúng rồi. Đi coi có nấm mối không? Mua nấm mối về ăn kìa. Ê, có cái bánh này xanh xanh nè mùi. Lạ lạ. Ê, về đi, về làm sinh tố. Có cái bánh màu xanh lá với dâu thôi coi nó ngon không? Xanh lá đâu? Đó, 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 cái hai cái kế bên luôn. Xanh lá với dâu. Nó giống gì vậy? Wow, cho chủ uống đi. Không cho hả? Không, từ từ. Mùi muốn làm gì? Rồi, xong. Phá hoại xong rồi, nghỉ đây. Phá hoại ghê luôn, con chuột này. Nho với bánh xanh lá đó. Có ra màu gì? Ồ. À, con có cái này nè mẹ. Cái gì? Mẹ có muốn cái chân này không không? À. Muốn đúng không? Chân nó không là sao? Thấy chưa, gái chân không kìa. Sao đen thui vậy, gái chân uống đen thui vậy? Cái chân này con uống đen thui hết trơn. Sao cái kem kìa, mà sao cái kem à, kìa sao màn hình nó đen thui vậy? Không, cái kem nó sáng nhất luôn á. Sao mọi thấy đường chuột, mọi cho nó ăn hay vậy mà không thấy gì hết trơn à mọi. Qua đi. Con thấy cái máy sinh tố nữa nè. Nghĩ đi. Ê, hai cái này màu tím với nhau nè, sai của ra cái gì? Tính chỗ. Ừ. Ê, nho tím nè. Cái này cũng tím nè. Ra cái gì vậy? Cho con chuột uống biết liền. Nó ra cái gì là con chuột uống là phát hiện liền. Tím với đỏ hả mọi kìa. Lại màn hình trắng đen. Ê, nó muốn chơi đánh trống kìa mùi ơi. Nó muốn chơi đánh trống. Đánh trống đâu? Đánh trống nhắm hồng gương này nè mẹ. Đúng. Để trống. Quá trời chơi luôn. Thôi nghỉ đi. Bấm, 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 bấm. Cố lên. Rồi để bao luôn.
Lúc mà đánh hay thì bể bao cát, còn lúc mà đánh dở thì lại nằm sấp. Cố lên Tôm ơi. Ôi trời ơi, buổi nay Mẹ ơi, cho nó lên lên khung trăng luôn nha. rồi xong rớt con. Nó có cánh mà mũi, thấy nó cánh nó bay bay vậy đó, không nó đang quổ quổ cánh nó đó, quèo éo. Ôi Chúng con chim luôn, nhầm thấy không? hay ngủ đi. Ngon quá ta. Ê, nó có cái gì dấu cộng gì ngay cái tủ thuốc đó hả? Thơm cần được ăn ít mật ong đi, ít mật ong cho dễ tiêu hóa nè. Ổn chưa? Chích cho nó một mũi. À da, ai chích cho mông tôi vậy cà? Hành động thật là dứt khoát để mẹ không thấy. Cho rắn nó ăn được không? Con rắn kia xuất hiện ra đây. Không, cho con này ăn cho nó đem thui trời. À, một con chuột nó đen như cái cục than vậy đó. Ok. Hết rồi, hết sushi rồi. Mua Mẹ về biết rồi. thôi được rồi. Con thấy hạt này đẹp. Ở có pizza nữa nè, pizza có 4.000 ca nữa nè, có đồ miễn phí rồi thôi. Miễn phí là tỏi mà không ngon lành gì hết. Để về đây coi cho chuột ăn pizza nó là màu gì. Rồi đúng là pizza luôn, sai sinh tố pizza với cam được không? Ôi màu gì kỳ vậy, rồi phá hoại nữa rồi. Dạ, đổi đồ luôn, mèo hay quá. Đó, cho mèo báo đốm đi, cho mèo lông báo đốm đi. Không có kích, tốn tiền vậy muội. Màu tím mà mẹ, màu tím đi, cho mẹ màu tím cũng được. Cho đi ngủ đi. Ôi ngủ thôi, nghỉ. Tô màu bức tranh, bức tranh con chuột có tóc thiệt là dài phải không? Nhớ con này màu tím, cho nó màu cầu vồng lấp lánh hết đi. Con này màu tím nè, cái mũi cũng màu tím luôn. À, cái miệng cho tóc này. Tóc con chuột á hả? Dạ. Trời chưa tối mà có nhiều sao quá à. Thằng nó màu tím hết luôn hả muội? Hiện con chuột nó màu tím hả? Không không không, con chuột đi nè, nghe nói nó màu vàng. Đây, tròn chỗ nhỏ xíu nữa kìa. Bị nhầm rồi. Qua màu khác đi. Màu màu xanh lá này nha. Tô cỏ cây. Mua mới được mẹ. Phải mua hả?
Mẹ xem nè. Ừ, càng ngày càng nhạt mà thấy không? Thấy. Sao ngộ vậy? Màu của mặt trời luôn. Ừ, đẹp ha. Mẹ con này có tô màu hồng hồng nữa. Nó đâu vô cái miệng mà nó ra ngoài vậy? Rồi sửa lại cái bên đây đi. Sửa lại cái ngoài lại. Rồi được chưa? Sao nó có màu hồng nè? Từ từ. Rồi cái miệng con bên đây nữa nè. Mắt đỏ. Khoan. Dừng khoảng chừng 2 giây. Phải mua chứ. Thôi khỏi mua đi. Để kiếm cái nào có sẵn đi. Bị lem. Tô mà bị lem. Mười ai tô mà bị lem. Rồi được chưa? Xong chưa? Còn mắt. Còn mắt. Để nó màu trắng đi mẹ. Đây. Có màu mắt tinh xinh tươi rồi đây. Hay chưa? Rồi ok. Được rồi, ok, xong. Bức tranh đẹp quá. Ngủ thôi, bye bye. Đi ăn nữa hả? Ăn trước khi ngủ hả? Đâu rồi? Ủa, cái con này mỗi màu hồng mà má. Ừ, vậy á. Mày đúng hả? Ủa làm gì mũi che che à mũi? Hả? Mũi che gì vậy? Chưa tới che gì trời. Nghỉ nha. Nghỉ đi. Dạ vậy cho nó ngủ nha. À, cho nó ngủ đi. Cho nó nghỉ ngơi đi. Cho sức khỏe. Phải có sức khỏe. Ngủ.